Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay trang trại Nắng và Gió, nhà Nắng chúng tôi sẽ giới thiệu cái vườn nho đã được cải tạo bằng đậu xanh. Đây là đợt cải tạo lần thứ hai và chúng ta sẽ đi tham quan một vòng, cũng như là tôi sẽ thuyết minh giới thiệu sơ lược về tại sao cái việc cải tạo bằng đậu xanh tại cái vùng đất đầy nắng và gió, khu vực đồi núi. Như mọi người thấy, đồi núi đá sỏi rất là nhiều, đất rất là khô hạn, nhưng chúng tôi vẫn trồng được nho bằng cách cải tạo đất bằng cái phương pháp tự nhiên.